Xin chào các bạn, đây là shop chính thức của 0911 Player với nhiều chương trình khuyến mãi, nhiều vòng quay hấp dẫn với tỷ lệ cao. Mong các bạn đến shop để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, xin chào các bạn, mình là 0911 Player đây. Thì hôm nay mình sẽ nói về việc mà tại sao mà Bawan và Gookin biết đến chỉ tiêu của mình. Thì mình nghĩ là có một bạn tên YouTube là Member, thì có những học trên TikTok của mình. Thì mình có một cái kênh TikTok là mình làm cũng lâu rồi, nên mình có một cái video hướng dẫn. Sau khi mình hướng dẫn trên YouTube, mình có một video hướng dẫn ở trên TikTok đó. Và cái clip đó được 2 triệu view. 2 triệu view nha các bạn, chứ không phải là 2.000 view đâu. Rất là cao luôn. Và cũng nhờ cái video đó mà có một số người đã biết đến mình nhiều hơn. Và cũng nhờ một phần của anh Mr. Kid Jason và có bạn WeGaming nữa này. Theo mình nghĩ đây là nguyên nhân chính mà cái kỹ năng này lan tỏa đến người nước ngoài và được các YouTuber ở Thái Lan học được. Ok, thì hôm nay mình chỉ nói về vấn đề đó thôi. Thì chỉ mong các bạn có thể chia sẻ clip này rộng rãi cho nhiều người biết. Và các bạn xem clip nhớ ấn like và comment giúp mình tăng tương tác lên nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, và còn bạn nào chưa đăng ký kênh và chưa bật chuông thông báo thì bật lên giùm mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thôi mình không làm phiền các bạn nữa. Chúc các bạn xem highlight vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I have to question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay.